Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách nấu mì udon gà Nhật Bản. Hôm nay mình dùng một con gà non, tốt nhất là dùng 6 cái đùi gà to, thịt ngon hơn. Rượu gạo nấu ăn. Đậu hũ chiên phồng, 2 muỗng canh đường cát trắng, 1 muỗng cà phê muối, 6 muỗng canh nước tương, mì udon, 2 muỗng canh bột súp gà, 20g bonito của Nhật. Bonito là sản phẩm chế biến từ một loại cá của Nhật, được bào một miếng thật mỏng và sấy khô, có mùi hải sản rất dịu, không nồng. Mình không có mirin của Nhật nên mình phải tự làm mirin. 2 muỗng canh đường cát trắng và 1 muỗng canh nước, trộn đều. Cho vào lò vi sóng hâm nóng 55 giây. Cho đường tan, lúc này đừng khuấy nó. Rồi để nó thật nguội. Cuối cùng cho vào 6 muỗng canh rượu nấu ăn, rượu gạo. Trộn đều để qua một bên cho nó nghỉ 10 phút. Bây giờ mình có 6 muỗng canh mirin. Bây giờ mình bắt đầu cắt gà ra, lột bỏ da và xương. Chỉ lấy thịt gà thôi nếu có thể. Tốt nhất là dùng thịt đùi gà to, lóc thịt ra, khi nấu xong thịt không bị nhám. Thịt ở phần ức gà, khi nấu xong ăn hơi bị nhám và khô. Rửa thịt với nước lạnh, đem thịt ráo nước. Mình có tất cả 800g thịt gà, 2 muỗng canh bột súp gà, 1/4 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều. Đậy thịt lại, ướp trong 15 phút. 20g bonito. Mình dùng 2,5 lít nước nấu sôi. Khi nước sôi, tắt lửa, cho bonito vào. Ngâm trong 30 phút. Một muỗng cà phê muối, 6 muỗng canh nước tương, 6 muỗng canh rượu nấu ăn, 6 muỗng canh mirin. Khuấy đều. Nước sôi cho vào đậu hũ chiên phồng. Nấu sau 1 phút, tắt lửa đem tất cả ra ngoài. Rửa lại với nước nguội. Bên trong đậu hũ không còn nước. Sau 30 phút ngâm bonito.
Dùng rây lưới lược bỏ bonito, chỉ dùng nước súp thôi. Vặn lò đun sôi nước súp. Cho vào hỗn hợp nước tương đã pha với rượu nấu ăn. Khi nước bắt đầu sôi, cho gà vào, nấu. Khi thấy nước bắt đầu sôi trở lại, bắt đầu tính thời gian là nấu trong 10 phút nữa. Rồi nếm thử xem có vừa khẩu vị với mình chưa. Cho một tí muối vào nếu cần. Cho đậu hũ chiên vào. Khi thấy nước bắt đầu sôi trở lại, tắt lửa. Nồi canh gà đã chín. Nước sôi thật mạnh, cho vào trứng gà ở nhiệt độ phòng, rồi đậy nắp lại, ngâm trong 15 phút. Luộc bông cải xanh trong 1 phút. Bạn có thể dùng rau nào bạn thích ăn. Nước sôi nấu mì trong 1 phút. Cho mì udon vào tô rồi cho nước canh vào. Cho rau luộc và hành lá vào. Cho trứng gà vào nếu thích. Rồi mình có thể thưởng thức. Mì udon gà này có vị ngon của nó. Ăn vào có mùi hải sản nhẹ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thích cho mình cái like và subscribe. Chúc các bạn có một ngày vui. Bye bye.